Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em, có thể là anh em biết rồi, cũng có thể là anh em chưa biết là chúng ta có một cái skin mới anh em ơi. Đây này, hình con sói anh em à. Sói. Hoạt động. Đây. Con này, Kỳ Lân Chân Quân. Thế không phải là con sói à? Vai nồi nhìn giống sói thế nhỉ. Con này thì nó tiến hóa từ con thú cưỡi, con kỳ lân ở trong này này anh em này. Đây. Đấy, nếu như mà anh em tiến hóa được nó lên ấy, nâng cấp level max lên thì nó sẽ biến thành con đấy nhá. Rồi thì có quét thì thôi. Chết, như thế thì chết dở, game cứ mà sập luôn. Ê, tầm bảo bí cảnh anh em nhé. Ở trong này thì chúng ta hoàn toàn là có thể nhận được nó đấy. Thế để mình xem là tầm nào mình nhận được. Cái gì đây? Phệ kim trùng là cái gì ấy? Hồn lực của phệ kim trùng linh thú. Wow, linh thú luôn à. Ây à, ghê nhở. Kích hoạt huyết mạch đồng hoang, không cần ra trận cũng sửa. What the hell? Đùa à, không cần ra trận cũng tăng công 500, HP 500. Thu thập 100 mảnh thì mới được cơ. Con này là con gì? Con này giống con chuột thế nhở? Giống con chuột hay con nhện nhỉ? Chưa có hình hài của con đấy rõ ràng nên mình chưa biết đâu. Nhưng mà đây, thêm một skin nữa là cá lưu sa. Sa ngộ tinh anh em ạ. Một trong bốn thành trò của đường tăng. Oh wow, được nhỉ. Còn ở đây là có tùy chọn được nguyên đán là cái gì? À, pháp bảo nguyên đán à. Wow, Tết qua được nửa năm rồi, bắt đầu ra pháp bảo nguyên đán anh em ạ. Tuyệt vời. Hay. Đấy, game rất là ok la nhá, bởi vì luôn tạo cho chúng ta cảm giác là lúc nào cũng vui như Tết. Hợp lý luôn. Tầng 11 thì có thể là tiên ngọc này, mộng điệp. Ủa, tiên hữu à? Ô, xuân nhìn quỷ. Đây. Ra xem phần tiên hữu luôn anh em ơi. Tiên hữu này. Mộng điệp. Đây. Wow. Suy yếu linh thú. Ôi, bắt đầu là đến những em tiên hữu là có hai dòng với anh em nhé. Suy yếu linh thú và HP. Em Yến Quy Lai xem nào. Suy yếu trị liệu và HP. Wow, khắc chế phải né đây. Được thế nhở. Nói chung là dần dần thì game càng ra mắt nhiều những cái tinh quái rồi thì linh thú các kiểu nó đa dạng hơn, để khắc chế những cái môn phái ở thời điểm hiện tại, giúp cho lối chơi chúng ta đa dạng hơn anh em nhé. Rồi, tiếp theo là tầng thứ 12, 13 thì vẫn là mảnh của cái em linh thú đấy anh em ạ. Tầng thứ 14 là chúng ta sẽ có được cái phúc lộc phong niên. Và tất nhiên rồi, đến tận tầng thứ 26 thì chúng ta sẽ có đây, Kỳ Lân Chân Quân nha. Cũng quài đấy, không dễ đi nào anh em à. Còn lại tất cả những tầng sau thì chúng ta cũng chỉ có là mảnh pháp bảo này, cũng như là có thêm chút hoa nạn hồn, thần thoại các thứ, nhưng mà cái này đắt lắm, đến tận tầng 69 thì cũng hơi căng anh em ạ. Gắt thực sự luôn anh em ơi. Rồi, thế để mình xem nhiệm vụ bí cảnh xem còn nhiệm vụ nào nó không nhờ tầm bảo 3 lần à. Đi luôn. Hôm nay như là chưa tầm bảo phát nào. 1 2 3 4 đủ lần rồi đấy. Nhưng mà thôi cứ tầm bảo luôn đi. 1 2 3 4. Ok. Tiếp theo còn nhiệm vụ gì nữa nhỉ? Dị thú xâm lược. Đổi sang dương thần đấy đi, dị thú xâm lược thôi. Đây rồi. Dị thú xâm lược còn nguyên 5 lần. 1 2 3 4 5 5 lần luôn. Nâng cấp cho ứng long lên level 139 luôn. Rồi, ngon luôn. Xem nào, nhiệm vụ còn lại là nhiệm vụ gì đây nhỉ? Phúc địa thu thập đạo cụ của bản thân à. Phúc địa thu thập đạo cụ của bản thân. À đây này. Hôm nay mình đang cài auto được tận 710 đào và 36 bình nhỉ. Bắt đầu là mình auto là có nhặt bình rồi nha anh em. Mấy lần trước thì mình không có nhặt bình một tí nào luôn á. 5 lần này. 6 lần này. 7 lần này. 8 lần này. 9 lần này. Và 10 lần này.
Ok, xong 3 nhiệm vụ, nhận luôn tầm bảo bí cảnh 1. Ui, lại chơi qua. Ui, dừng lại đi, trời ơi. Đây, thêm một cái. Ôi, giời ạ. Bực thế nhở. Rồi, 10 lần thì mình có thể bỏ qua hình ảnh. Đào chúng môn này đi, dùng tôi cái. Phát nữa này, ok. Không được gì anh em ơi. Gói thám bảo thì đây, mình sẽ đầu tư 996. Hơi thốn đi nha. Quá. Rồi ôi. Đèn thế nhở. Chịu ơi. One hit. Có một cái thôi, làm ơn. May quá. Ngon luôn anh em ạ. Cái này do nhân phẩm của anh em nhé. Nếu như anh em mà hên thì muốn lấy những cái skin trong này nó cũng nhanh. Còn nếu như anh em mà đen thì đúng là toàn lắm anh em ạ. Thôi đấy, nhìn nói chung là test thử cho anh em thế là đủ biết rồi. Lên tầng 3, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đúng không? Là mình đã đầu tư vào đây là gần 1.000 tiên ngọc. Và mình thấy nó không đáng anh em nhé. 1.000 tiên ngọc đấy mà mua đào đi chặt cây lên được bao nhiêu yêu lực ấy. Chủ yếu nếu như anh em nạp vào đây thì có điều kiện nạp vào thì lấy mấy skin đấy thì nó hợp lý. Chứ còn dùng tiên ngọc hôm nay mà tiêu. Chát chúa quá anh em ơi. Sạp bí cảnh sẽ mua được cái gì không nha? 25 cái này thì mình có thể mua được thêm phù thiên diễn. Tầm này thì mình cứ ôi được phù thiên diễn thôi. Bởi vì đang có cái sự kiện luân hồi điện. Luân hồi điện là chiêu mộ thần thông. Chiêu mộ thần thông thì chắc chắn là phải cần phù thiên diễn rồi. Ừ, giả được 4 tiếng này. Xem là có đủ x10 không ta? À, đủ x10 phát này. Ú là trời, không được cái gì ngon cả. Tá lực thuật. Không tăng được. À đây được đổi sang phần âm thân phát. À đúng rồi. Dành cho những anh em nào chưa biết thì mình đang đổi thành môn phái âm thân là môn phái chính ở DPK ở nhá. Thì cái video để so sánh giữa môn phái né cũng như là môn phái phản công ấy, nó như thế nào thì mình sẽ ra mắt anh em sớm thôi. Có thể là ngày mai nha. À quên mất, con sói này nó có cái hiệu ứng gì ta? Con sói này cường hóa thuộc tính chiến đấu anh em ạ. Nếu như trong hai cái thuộc tính là cường hóa thuộc tính chiến đấu với cả cường hóa thuộc tính kháng thì mình vẫn thích cường hóa thuộc tính chiến đấu hơn nha. Còn xa ngộ tính đâu nhỉ? Xa ngộ tính. Cá lưu xa là cường hóa thuộc tính kháng. Đấy anh em có thể thấy là thông thường thì những cái skin nào mà cường hóa thuộc tính kháng thì nó sẽ dễ lấy hơn là những cái skin kiểu như là cường hóa thuộc tính chiến đấu như thế này nha. Wow, không biết là có anh em là có chưa? Để lại comment ở bên dưới cho em biết với nha. Còn chúc anh em chơi game thật là vui vẻ nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nha. Và anh em ơi, ở hôm qua thì mình cũng đã có làm một cái video và chia sẻ rằng là có rất nhiều anh em mong muốn là mình cày cuốc. Đấy, thì mình cũng đã lập một cái group Zalo. Ở trong đấy thì cũng được hơn 70 anh em rồi, không ngờ là nhiều thế. Mình không ngờ nhiều anh em muốn cày thế đâu. Thì bọn mình sẽ có thể là cày một server mới nào đó. Có thể là trong cuối tuần này thì mình sẽ làm cái series đấy cày cùng 5.000 anh em cho nó vui nhá. Ok, thì một lần nữa chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.